bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, phải bảo đảm tính mạng, sức khỏe của người dân, không để dịch lây lan, hạn chế tối đa trường hợp tử vong. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc bằng tinh thần chống dịch như chống giặc. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ về mặt trận phòng chống dịch. Toàn thể dân tộc Việt Nam cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19. Tổ quốc tôi nặng trĩu âu lo, căng mình trong dịch,
tôi đã nghe những bàn chân tưởng như đến đi bỗng chốc lại xa vời vì bão tố bùa vây. Tôi xót xa nặng nhìn những đồng nghiệp áo trắng thân thương, giọt mồ hôi thấm vệt khẩu trang chẳng chịt, phòng áp lực âm áo choàng kính đeo kín mít. Họ là niềm tin cho mỗi bệnh nhân trong cuộc chiến sống còn. Và tôi đã nghe suốt dài biên cương lối mơ đường mòn, trên mỗi điểm cách ly là dấu chân người lính vẫn giữ quê hương yên bình không hề suy tính. Đang thao thức hàng chiều con tim cùng hướng về ngày mai, cùng chung bàn tay bên nhau thành sức mạnh phi thường, với dòng máu trong người mang hai tiếng Việt Nam. Tôi lắng nghe nhịp thở của Tổ quốc tôi, bằng trái tim Việt Nam. Xin cảm ơn ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và vũ đoàn Sea Queen với tiết mục mở màn vừa rồi. Xin trân trọng kính chào quý vị đại biểu, quý vị khách quý tham dự lễ tôn vinh các lực lượng phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kính thưa toàn thể quý vị, những hình ảnh, âm thanh, những thông tin mà chúng ta vừa theo dõi trên sân khấu vừa rồi chỉ là những lát cắt nhỏ, rất nhỏ trong đại dịch COVID-19. Thời điểm cách đây một năm, vào dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5, đợt dịch thứ tư bùng phát tại Việt Nam còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với các đợt dịch trước. Lúc bấy giờ, thật không thể hình dung dịch bệnh có thể được đẩy lùi. Bao giờ mới bình yên hoặc ai còn ai mất. Virus gieo rắc dịch bệnh từ khi có người phát hiện đã luôn là nỗi ám ảnh. Nhưng đến đại dịch Covid-19 thì nỗi ám ảnh đó lại càng ám ảnh hơn bởi sức hủy diệt tàn khốc của nó. Và cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực thì dịch Covid-19 cũng đã được kiểm soát và đẩy lùi, để chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của cuộc sống, thấm thía hơn một hơi thở thông suốt, và chúng ta lại càng trân quý hơn về tâm sức của các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Lễ tôn vinh các lực lượng tham gia phòng chống dịch ngày hôm nay là dịp để tri ân những tập thể cá nhân đã không quản những gian khó hiểm nguy đẩy lùi dịch bệnh mà xả thân cống hiến. Thưa quý vị, trong lễ tôn vinh các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19, chúng tôi rất trân trọng được chào đón và xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin được
được trân trọng giới thiệu và chào đón ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kính thưa quý vị, thời y học còn chưa phát triển, virus đã là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhân loại. Đến khi con người bước vào giai đoạn cách mạng công nghệ 4.0, lúc mà chúng ta đã có thể nhận diện được những loại sinh vật siêu nhỏ chỉ bằng một phần tỷ mét này, thì cũng là lúc mà chúng ta bị chính những sinh vật nhỏ bé hủy hoại. Trước khi tìm ra vaccine, thuốc đặc trị và phương cách để ngăn chặn SARS-CoV-2, thì đại dịch đã làm đảo lộn mọi phương diện của đời sống, gây ra biết bao mất mát chia ly. Ngay bây giờ, trân trọng kính mời quý vị khách quý cùng toàn thể quý vị khách mời, chúng ta hãy dành những phút trang trọng nhất cùng đứng dậy để tưởng niệm những người đã mất vì đại dịch COVID-19. Hơn 2 năm đại dịch bùng phát, đến tháng 4 năm 2022, COVID-19 giết chết hơn 6 triệu người toàn thế giới. Gần 43.000 người Việt Nam cũng đã chết vì COVID-19. Và trong số này, gần 500 người Bà Rịa Vũng Tàu cũng không thể cảm nhận được hơi ấm người thân trước lúc trút hơi thở cuối cùng. COVID-19 vô cùng tàn khốc, khiến con người lúc sống lẫn khi chết đều cách ly. Thắp lên ngọn lửa ấm áp, tiễn biệt những linh hồn phải bước vào cửa tử trong đơn độc. Chúng ta cũng mong được sưởi ấm những người thân phải gánh chịu mất mát không gì bù đắp. Bùng phát, một trong những lực lượng có mặt đầu tiên đó chính là quân đội. Và thưa quý vị, chúng tôi đang đứng cạnh một thành viên của đội tiêu độc khử trùng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, khi có ca nhiễm COVID thì việc làm đầu tiên trước hết chính là các anh sẽ phun khử khuẩn, và họ đã thực hiện nhiệm vụ của mình như thế nào? Chúng ta cùng nghe chia sẻ của Đại úy Hồ Thành Nghiệp, quân y bệnh xá phòng hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi nhớ mãi nhất là cái dấu ấn ngày 28 tháng 6 năm 2021, thì lúc đó đội tiêu độc khử trùng của lực lượng vũ trang tỉnh nhận nhiệm vụ tăng cường xuống vị trí của Phước Hưng, huyện Long Điền. Thì do là trời nắng nóng và đường xá chật hẹp, xe chúng tôi đưa vào cái vị trí của xã Phước Hưng trong quá trình làm nhiệm vụ. Và quá trình làm thì chúng tôi có thể tăng cường tất cả các lực lượng nơi tuyến đầu để vào tại vị trí của nhà của nhà dân ở trọ đó là bị nhiễm COVID để phanh vùng và dập dịch. Trong quá trình tiếp xúc với hóa chất lâu dài thì các đồng chí trong đội tiêu độc khử trùng có đồng chí bị dị ứng về các chất hóa chất và lột da và dợp các da lưng, có nhiều đồng chí rớm máu vùng lưng, vùng vai, những cái buổi ăn cũng vội vã lắm, và lúc mà khát nước cũng không thể nào uống nước được. Tưởng tôi là nằm ở trong cái vùng tâm dịch, để khi khởi khẩu trang rồi cởi bỏ cái quần áo phòng hộ ra thì rất là cam go và có thể lây lan dịch bệnh cho bản thân và đồng đội trong đội tiêu độc khử trùng. Với nhiệm vụ và vai trò và trách nhiệm thì đội cũng đem hết tinh thần khả năng cùng nhân dân và dập dịch. Một lần nữa trân trọng cảm ơn anh cũng như là các đồng đội của mình đã cùng với cả hệ thống chính trị và tất cả các lực lượng để chúng ta có thể đẩy lùi đại dịch và cuộc sống của chúng ta đã bước vào trạng thái bình thường mới. Trân trọng cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị, chưa có bao giờ mà bộ đội công an lại xuất hiện nhiều đến thế và thiết thân với đời sống của người dân đến như thế, phải không thưa quý vị? Và để chúng ta có thể hiểu hơn nỗ lực hy sinh của người lính trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 không chỉ bằng quân lệnh mà còn bằng mệnh lệnh của trái tim, chúng tôi mời quý vị cùng nghe câu chuyện của Thiếu tá Vũ Huy Sơn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong cái giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến chống COVID thì bản thân tôi là người lính công an dân thì rất là nóng lòng muốn tham gia cuộc chiến này để cùng chung tay với các lực lượng khác góp phần đẩy lùi đại dịch. Vì vậy thì được sự điều động của Ban Giám đốc Công an tỉnh
điều động về tâm dịch Long Hải, thì chúng tôi cảm thấy rất là tự hào vì đã được góp phần công sức của mình trong cái công cuộc chống đại dịch và cũng như là góp phần công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Trong chuyến công tác này thì chúng tôi cũng phải xa gia đình trong một thời gian khá là dài, thì cũng có cái nỗi lo về gia đình. Nhưng với tinh thần nhiệt huyết của người lính công an dân thì chúng tôi đã nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân tôi thì có rất nhiều kỷ niệm về Long Hải, thì trong đó tôi ấn tượng nhất là cái tình cảm của người dân bà con thị trấn Long Hải đối với cái cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây. Bà con thì coi chúng tôi như là người thân, người nhà trong gia đình nhé. Và cái tình đoàn kết, tình thân tương ái của người dân bà con đối với nhau để góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch. Thực hiện nhiệm vụ ở nơi tâm dịch như vậy chắc chắn là có rất là nhiều cái sự hy sinh, sự khó khăn. Rất cảm ơn các anh và xin chúc anh thật nhiều sức khỏe, cũng như là chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Xin cảm ơn anh ạ. Trong buổi chiều nay em đừng buồn và âu lo nhiều nhé, nhớ đón con và động viên cha mẹ, bởi tổ quốc cần anh chẳng thể ngồi yên. Bao nhiêu người rất muốn đoàn viên nhưng Covid đang tràn lan đất nước, anh không thể nghĩ tình mình riêng được khi các bạn anh bạc tóc hao gầy. Anh không về vì tổ quốc đang cần, chào em nếu ngày mai anh mãi xa vời vời, đừng khóc nghe em, anh chẳng yên lòng. Vì tổ quốc em ơi hãy đợi, cùng quyết tâm đồng lòng em nhé, một niềm tin ngày mai chiến thắng, hết dịch rồi anh sẽ lại về thôi. Em đừng buồn và âu lo nhiều nhé, nhớ đón con và động viên cha mẹ, bởi tổ quốc cần anh chẳng thể ngồi yên. Bao nhiêu người rất muốn đoàn viên nhưng Covid đang tràn lan đất nước, anh không thể nghĩ tình mình riêng được khi các bạn anh bạc tóc hao gầy. Anh không về vì tổ quốc
chào em yêu, đồng đội anh đang đợi. Nếu ngày mai anh mãi xa vời vợi, đừng khóc nghe em, anh chẳng yên lòng. Vì tổ quốc em ơi hãy đợi, cùng quyết tâm đồng lòng em nhé. Một niềm tin ngày mai chiến thắng, hết dịch rồi anh sẽ lại về. Anh không về vì tổ quốc đang cần. Chào em yêu, đồng đội anh đang đợi. Nếu ngày mai anh mãi xa vời vợi, đừng khóc nghe em, anh chẳng yên lòng. Anh sẽ lại về thôi. Thưa quý vị, Phương Hiếu vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng đâu đó tình người vẫn luôn đông đầy trong xã hội của chúng ta, và tình người trong đại dịch càng được khắc họa đậm nét hơn nữa. Chính vì điều đó đã tạo nên những nghịch lý chỉ riêng có trong năm 2021, đó chính là nghịch lý giữa nhịp sống và cảm xúc. Nhịp sống đã có lúc phải dừng lại, nhưng cảm xúc thì lại luôn thường trực được đẩy lên tột độ căng thẳng khi mà người với người phải hạn chế tiếp xúc một cách tối đa. Nhưng sự sẻ chia đùm bọc chưa bao giờ đậm sâu đến thế. Cả cộng đồng nhớ yên một chỗ, chỉ để một bộ phận có thêm niềm tin, vững tin chống dịch, không ngơi nghỉ dù chỉ một giây. Tất cả những cảm xúc đó, những nghịch lý đó, thật sự chỉ có trong năm 2021. Và càng tạo nên những chất xúc tác đầy mãnh liệt cho những sáng tác nghệ thuật mà chúng tôi đã và đang gửi đến cho tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một vị nhạc sĩ. Anh đã có một sáng tác từ nghịch lý chỉ riêng có trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Xin mời ra sân khấu nhạc sĩ Phan Thiết. Đại dịch Covid đã làm cho thế giới ngả nghiêng. Đối với Việt Nam chúng ta thì toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc. Mà chúng tôi rất ấn tượng là các chiến sĩ công an, các chiến sĩ bộ đội và các chiến binh áo trắng ngành y đã cùng nơi tuyến đầu để chống dịch bệnh. Chúng tôi là những người làm nghệ thuật thì cũng phải nghĩ một điều nào đó để cùng chung tay để làm những bài hát để động viên tinh thần bà con của chúng ta và cùng chung tay để phòng chống Covid. Và tôi rất ấn tượng những điều này là khi tình người sao nó lại chan chứa đến mức độ như vậy mà chưa từng thấy bao giờ có cái tình người nó đẹp như vậy. Cho nên tôi mới có nảy ra một cái ca từ: dù giãn cách nhưng không giãn lòng, có bao giờ đẹp như lúc này. Cái câu đặc biệt nhất là một viên thuốc cắn đôi, tại sao tôi lại không dùng để chia đôi mà là cắn đôi. Tôi nghĩ đây là một cái lúc đỉnh điểm cao nhất của tình thương con người trong lúc dịch bệnh căng thẳng nhất và cam go nhất là cái đợt bùng phát thứ tư. Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Phan Thiết. Ngay bây giờ, một điều thú vị nữa, nhạc sĩ Phan Thiết sẽ là người gửi đến cho quý vị đứa con tinh thần của mình trong chương trình ngày hôm nay. Corona ở đâu ra mà hành mình như một bóng ma, tình tham lam mà chẳng từ đi xa, chỉ chờ ai sơ ý là len vào. Corona thay tên đổi họ vẫn yêu hoa, không bóng không hình đã biến thành Covid Delta, gây nên đại dịch cho thế giới. Không không không, hãy đừng sợ vì ta có vũ khí 5K.
vắng xin ở trong mỗi người. Bảo vệ mình là bảo vệ anh em, luôn sáng ngời truyền thống Việt Nam. Dù giãn cách nhưng không giãn lòng, có bao giờ đẹp như lúc này. Từng tấm ao, mỗi chén cơm, cùng sẽ chia nỗi sự thì không đồng. Một viên thuốc cắn đôi là tình người Việt Nam ta đó. Hãy vững chí, hãy đồng lòng, để Covid sẽ sớm qua đi. Trong mỗi người là một pháo đài. Bảo vệ mình là bảo vệ anh em, niềm tin yêu là vắc xin lòng người. Bảo vệ mình là bảo vệ anh em, niềm tin yêu là vắc xin lòng người. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Phan Thiết và ca sĩ Minh Phú với nhạc phẩm Vắc xin lòng người vừa rồi. Xin kính chúc chú sẽ có thật nhiều sáng tác hơn nữa để tình yêu thương cũng như sự trân trọng, tự hào về quê hương Bà Rịa Vũng Tàu của chúng ta sẽ tiếp tục được lan tỏa. Xin cảm ơn chú, cảm ơn anh Minh Phú. Xin cảm ơn MC, xin cảm ơn tất cả các vị đại biểu. Kính thưa toàn thể quý vị, đại dịch Covid-19 không chỉ là thách thức đối với ngành y tế mà còn là thách thức toàn diện. Vì vậy, để đẩy lùi được đại dịch thì phải có sự đồng lòng của nhiều nguồn lực. Cộng đồng doanh nghiệp là một mắt xích quan trọng trong cuộc chiến này. Kính thưa quý vị, và lúc này thì Phương Hiếu cũng đang đứng cạnh một đại biểu doanh nghiệp để cùng chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị chị Nguyễn Thị Thảo Nhi, là tổng giám đốc công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ. Cái đợt dịch thứ tư là cái đợt dịch mà khốc liệt và căng thẳng nhất, thì các tỉnh giáp ranh như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương thì hàng ngày á, ca tử vong và ca bệnh đều tăng cao. Và khi mà tôi di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Bà Rịa Vũng Tàu qua cái tuyến đường cao tốc Long Thành, đó là một cái tuyến đường năng động của cái khu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mà cái thời điểm đó im ắng vắng lặng đến nao lòng. Chúng tôi mới tự hỏi cái tình hình này nó sẽ kéo dài đến bao giờ, và các cái cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi cầm cự được đến bao lâu. Với cái quyết tâm chính trị của toàn hệ thống chính trị trên cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, cùng với sự chỉ đạo điều hành an toàn, thích ứng, linh hoạt của chính phủ qua từng giai đoạn phòng chống dịch, và đặc biệt là cái sự đồng lòng, hỗ trợ, quan tâm, chia sẻ, tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và chính quyền các cấp đã củng cố lòng tin chúng tôi sẽ vượt qua được đại dịch. Tại cái chương trình này, tôi cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến lực lượng phòng tuyến đầu phòng chống dịch. Thì tôi cũng xin thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp thì cảm ơn lãnh đạo tỉnh với lại chính quyền các cấp đã luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp chúng tôi. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Thảo Nhi. Thưa quý vị, rõ ràng sự nỗ lực của các doanh nghiệp cùng với cả hệ thống chính trị để đóng góp một phần nho nhỏ cho công cuộc chống dịch là không phải bàn cãi. Nhưng quan trọng hơn hết, lực lượng tuyến đầu, đặc biệt là lực lượng y tế, là một trong những lá chắn sống đầu tiên để giành giật từng hơi thở, sức sống của người dân. Họ đã đóng góp quá nhiều, quá tận tâm và tận tụy. Đẹp dịu dàng dưới ánh ban mai, tỏa ngát hương cho đời không phai sắc. Đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tỏa ngát hương y đức một đời. Có trái tim hồng, tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa màn đêm dịch bệnh. Cho tôi trắng blues, cho tôi hát về người con đất Việt, mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người đức, đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan.
đẹp dịu dàng dưới ánh ban mai, tỏa ngát hương cho đời không phai sắc. Đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tỏa ngát hương y đức một đời. Có trái tim hồng, tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa màn đêm dịch bệnh. Cho tôi hát về người chiến sĩ khoác lên mình màu áo trắng blues. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Cho tôi hát lời bài ca hạnh phúc, xin cảm ơn người chiến sĩ ngành y, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa cuộc đời. Những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa. Thưa quý vị, ngay bây giờ Phương Hiếu mời quý vị cùng gặp gỡ với một trong những người đã vững lòng vững tin để luôn luôn có mặt túc trực trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19. Mời quý vị cùng gặp gỡ với bác sĩ Vũ Thị Phương Nga, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Vũng Tàu. Bây giờ khi mà nhìn lại những cái hình ảnh như này thì tôi vẫn rất là xúc động, bởi vì là khi mà mình đang trong cái lúc công tác thì mình không có nghĩ gì đến những cái mối nguy hiểm, những cái nguy cơ lây nhiễm bệnh, và chỉ có một tâm niệm duy nhất là làm sao mà cố gắng giành giật sự sống cho bệnh nhân nhiều nhất có thể được, hết sức mình. Bệnh Covid-19 nó quá là tàn khốc. Khoa hồi sức mà thâu đêm để làm việc thì cả bệnh viện cũng chết thức cùng khoa hồi sức, cũng được cái sự hỗ trợ của rất nhiều đơn vị khác về cùng đồng cam cộng khổ cùng với lại chúng tôi trong quá trình chống dịch. Trong một lần mà tiếp nhận một thai phụ tuổi rất trẻ, khi đón vào trong khoa thì chúng tôi rất là xót xa, bởi vì mình biết là bước chân vào khoa hồi sức thì lành ít dữ nhiều. Tất cả nhân viên áp dụng tất cả những cái biện pháp nào điều trị mới nhất, rồi hỗ trợ thở máy, rồi hỗ trợ lọc máu hấp phụ. Nhưng mà cái điều trị trên bệnh nhân có thai thì nó cũng rất là hạn chế, bởi vì mình còn phải tính đến cái sự an toàn cho thai nhi. Thành ra là chúng tôi mặc dù là rất là cố gắng giành giật cho bệnh nhân, nhưng mà cuối cùng kết quả cũng không được như mong muốn. Thật sự đến cái lúc mà hồi sức cho bệnh nhân, lúc đấy chúng tôi tất cả ai cũng khóc, nước mắt chan hòa với mồ hôi ướt áo, nhưng mà cũng không thể cứu được bệnh nhân. Thật sự đấy là một cái ám ảnh rất lớn đối với nhân viên y tế. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị. Một lần nữa Phương Hiếu xin nghiêng mình và xin cảm ơn lực lượng y tế là lực lượng tuyến đầu đã ra sức góp công giúp cho chúng ta chiến thắng đại dịch. Cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị nhiều sức khỏe và hoàn thành công tác tốt. Và thưa quý vị, có mặt từ rất sớm khi Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu bước vào cuộc chiến cam go với đại dịch, và rời đi muộn nhất khi chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Đoàn chuyên gia của Bộ Y tế chi viện cho Bà Rịa Vũng Tàu gồm có 6 thành viên. Và đây xin được giới thiệu đến quý vị Tiến sĩ Bác sĩ Huỳnh Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Sốt rét Ký sinh trùng và Côn trùng Quy Nhơn, trưởng đoàn công tác của Bộ Y tế. Trước tiên chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn đến ban tổ chức tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có lời mời và tổ chức một cái lễ tôn vinh các lực lượng phòng chống dịch hôm nay thật là ý nghĩa và thật là trang trọng. Phải nói rằng trong cái thời gian mà chúng tôi đi chống dịch tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, rất nhiều điểm ấn tượng, nhưng mà trong đó thì có những cái điều mà chúng tôi thường hay thốt lên, đó là tại sao họ không phải là lực lượng y tế nhưng mà họ làm tốt như là những
những nhà gọi là nhà y khoa như vậy là quá tốt. Đây là cái ấn tượng đầu tiên của tôi. Bởi lẽ vì sao chúng tôi nói lên điều này? Bởi vì khi mà chúng tôi nhận được cái nhiệm vụ từ Bộ Y tế chỉ định đi vào trong tâm dịch của Bà Rịa Vũng Tàu để mà chi viện và hỗ trợ cho Bà Rịa Vũng Tàu chống dịch, thì chúng tôi có những cuộc họp từ địa phương cho đến về tới tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Thì chúng tôi thấy rằng tất cả các đồng chí từ tỉnh ủy, từ ủy ban nhân dân tỉnh, từ hội đồng nhân dân tỉnh và xuống cho tới những người đứng đầu của các tất cả các đơn vị hành chính phải nói là nắm quá rõ về cái tất cả những cái tình huống về dịch, nắm quá rõ về cái từng ca bệnh, chùm ca bệnh, chuỗi lây nhiễm, nắm đến từng cái người mắc bệnh Covid như thế. Thì chính vì điều đó thì chúng tôi phải nói là cực kỳ trân trọng, cũng như là chúng tôi đánh giá rất cao, mặc dù họ không học y khoa nhưng mà họ đã trở thành những người nhà dịch tễ, những nhà phòng chống dịch từ lúc nào chúng ta không biết. Đại dịch qua đi thì không có nghĩa là không còn virus SARS-CoV trong cộng đồng. Cái thứ hai đó là biến thể Omicron không phải là biến thể cuối cùng của đại dịch này. Nên chính vậy, với cái tinh thần cũng như là các cái kiến thức, các cái kinh nghiệm của toàn đảng, toàn dân của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng sẽ tiếp tục kiểm soát tốt trong cái cuộc sống bình thường mới như hiện nay. Đây là điều chúng tôi mong mỏi nhất. Và chúng tôi muốn nói đó là cái thành công kiểm soát trong đại dịch này, đây là một cái thành công của toàn dân. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Hồng Quang, cũng như là cảm ơn sự chi viện của Bộ Y tế và Y tế các địa phương đã giúp cho Y tế Bà Rịa Vũng Tàu thêm kinh nghiệm và thêm vững tin để từng bước đẩy lùi dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Xin cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã làm đảo lộn cả thế giới, đã lấy đi sinh mạng của hơn 6 triệu người và vẫn chưa dừng lại. Thế nhưng, COVID cũng tạo ra nhiều giá trị cao đẹp cho cuộc sống trong thử thách chưa từng có như người xưa đúc kết. Có lửa mới thử được vàng, có gian nan mới thử được sức, mới tôi luyện được ý chí, nghị lực, sức sáng tạo, bứt phá trong mỗi người. Để hôm nay chúng ta có mặt trong lễ tôn vinh lẫn tri ân những giá trị cao đẹp ấy. Kết quả phòng chống dịch tại Bà Rịa Vũng Tàu là công sức của toàn hệ thống chính trị, của cả cộng đồng với vô vàn giá trị không thể đo đếm. Ghi nhận những cống hiến đóng góp to lớn của các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19, từ năm 2020 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có quyết định tặng bằng khen cho 406 tập thể và 650 cá nhân. Và sự tôn vinh ngay tại buổi lễ này là đại diện cho những cống hiến lớn lao trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Và ngay sau đây là phần tôn vinh những đại diện của lực lượng tham gia phòng chống dịch tại Bà Rịa Vũng Tàu trong buổi lễ ý nghĩa ngày hôm nay. Trước hết sẽ là trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ lên trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể tiêu biểu. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đại diện các tập thể. Xin mời đại diện Công ty Cổ phần Du lịch Biển Xanh. Xin mời đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết tỉnh. Xin mời đại diện Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam, OSC Việt Nam. Xin mời đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lan Anh. Tiếp theo xin được mời đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Du lịch Hải Thuận. Và tiếp theo xin mời Quỹ thiện nguyện Nhân ái huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, lượt trao tiếp theo, trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho các tập thể. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lên trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể tiêu biểu. Đầu tiên xin được mời đại diện Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang, Futabus Line. Tiếp theo xin mời Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hóa dầu Long Sơn. Đại diện Liên doanh Việt Nga Việt Sô Petro. Xin mời Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ. Xin mời đại diện Khoa dược Vật tư Y tế Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Xin được mời đại diện Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Xin được mời đại diện Trạm Y tế thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Xin được mời đại diện Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Xin được mời Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Y học Cổ truyền. Xin mời Bệnh xá Công an tỉnh. Xin được mời đại diện Công an thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Xin được mời đại diện Bệnh xá Phòng hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Và tiếp theo xin mời đại diện Đội An ninh Y tế Giáo dục và Lao động, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh. Xin được mời Khoa cận lâm sàng Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, Sở Y tế. Xin được mời đại diện Trạm Y tế phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa. Tiếp theo xin được mời Ban Quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Xin được mời đại diện Công an thành phố Bà Rịa. Xin được mời Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Xin được mời đại diện Dòng nữ Trợ thế Thánh tâm Chúa Giêsu xã Tân Hải thị xã Phú Mỹ.
Và tiếp theo xin được mời đại diện Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Và kính thưa quý vị, ở lượt trao tặng bằng khen tiếp theo của Ủy ban Dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho các tập thể, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ lên sân khấu để trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho đại diện các tập thể được tôn vinh trong buổi lễ hôm nay. Trân trọng kính mời. Và xin được mời đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bà Rịa. Xin được mời đại diện Hội Nông dân xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Tiếp theo xin được mời đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phú Mỹ. Xin được mời đại diện Công an huyện Xuyên Mộc. Xin được mời đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. Tiếp theo xin được mời đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đất Đỏ. Xin được mời đại diện Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Xin được mời đại diện Khoa Kiểm soát Bệnh tật HIVS Trung tâm Y tế huyện Châu Đức. Xin được mời đại diện Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. Tiếp theo xin được mời đại diện Khoa Kiểm soát Bệnh tật HIVS Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ. Xin được kính mời đại diện Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. Xin được mời đại diện Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Xin được mời Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ. Xin được mời đại diện Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Xin được mời đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19, phường 11, thành phố Vũng Tàu. Tiếp theo xin được mời đại diện Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam. Xin được mời đại diện Văn phòng Thường trú Báo Nhân dân. Xin được mời đại diện Báo Thanh niên. Và tiếp theo xin được mời đại diện Trung tâm Truyền hình Việt Nam, khu vực Nam Bộ, VTV9. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ lên trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu trong phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và thưa quý vị, ngay bây giờ kính mời lên sân khấu bác sĩ Lê Thanh Tú, phụ trách khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Châu Đức. Xin được mời bà Hoàng Thị Xuân Tú, nhân viên khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Cá nhân tiếp theo xin được mời bà Đinh Thị Mai Hương, phụ trách khoa xét nghiệm Bệnh viện Bà Rịa. Xin được mời nhạc sĩ Phan Thiết, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin được mời bác sĩ Mai Thị Chinh, Bệnh viện Vũng Tàu. Xin được mời bà Phạm Thị Hiếu, điều dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu. Xin được mời ông Phạm Kỉnh, trưởng trạm y tế xã Phước Tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Xin được mời ông Phạm Quốc Tú, phụ trách trạm y tế thị trấn Phước Hải, Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ. Xin được mời Thượng tá Nguyễn Văn Tân, trưởng công an huyện Long Điền. Xin mời bà Lê Thị Hoàng Oanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Ngãi, huyện Long Điền. Xin được mời bà Huỳnh Diệu Thư, phóng viên Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ VTV9. Tiếp theo xin mời lên sân khấu bác sĩ Vũ Thị Phương Nga, trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Vũng Tàu. Xin được mời ông Ngô Thanh Phúc, bí thư đảng ủy thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Xin mời ông Nguyễn Thanh Phong, phóng viên Trung tâm Tin tức VTV24, Đài truyền hình Việt Nam. Tiếp theo, xin được mời bà Tăng Thị Khánh Ly, phóng viên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Yến, đội trưởng Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ lên trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các cá nhân được tôn vinh trong buổi lễ hôm nay. Xin mời Thiếu tá Vũ Huy Sơn, cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin được mời ông Lê Đình Thình, phóng viên báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời Thiếu tá Bùi Quốc Hùng, Phó trưởng Công an thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Tiếp theo xin được mời bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 1 thành phố Vũng Tàu. Xin mời Đại úy Nguyễn Duy Hùng, cán bộ Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh. Xin được mời Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh. Xin được mời Đại tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Xin được mời Trung tá Bùi Ngọc Khoa, trợ lý Ban Tác huấn Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Xin mời Trung tá Lương Tú Phổ, trưởng Ban Bảo vệ An ninh Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tiếp theo xin được mời Thiếu tá Lý Minh Vân, trưởng Ban Chính sách Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Xin được mời Thượng tá Võ Văn Hiền,
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Điền. Xin được mời ông Phạm Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp theo xin được mời Mục sư Hoàng Thanh Tùng, Trưởng Ban đại diện Hội Thánh Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và cuối cùng của đợt này xin được mời nữ tu Teresa Nguyễn Thị Kim Anh, dòng nữ trợ thế Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Văn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ lên trao tặng. Xin mời các cá nhân lên nhận bằng khen. Đầu tiên xin mời ông Nguyễn Xuân Bang ở số 603 Cách Mạng Tháng 8, khu phố 2, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa. Xin được mời ông Lê Văn Thành, Phật tử của Viện Chuyên tu thị xã Phú Mỹ. Tiếp theo xin được mời ông Nguyễn Hữu Phước ở tổ 2, ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc. Xin được mời ông Lê Tấn Sang, thành viên Hội đồng huấn luyện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin mời ông Nguyễn Ngọc Huy, sinh viên khoa điện công nghiệp trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp theo xin được mời bà Nguyễn Thị Kim Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Xin mời ông Hồ Văn Hải, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc. Xin được mời bà Nguyễn Thị Tú Anh, kế toán Quỹ Thiện nguyện Nhân ái huyện Xuyên Mộc. Xin mời bà Nguyễn Thị Đức Lành, trưởng trạm y tế xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Xin được mời ông Lâm Tuấn Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu. Tiếp theo xin được mời ông Trần Văn Sen, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa. Xin được mời ông Lê Thanh Kính, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Châu Đức. Tiếp theo xin mời bà Mai Thị Huyền Trang, trưởng khoa xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế huyện Châu Đức. Xin được mời ông Trần Đại Diện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Bình, huyện Châu Đức. Tiếp theo xin mời bà Phan Thị Bích Hoàng, nhân viên khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ. Và tiếp theo xin được mời bà Nguyễn Thị Thảo Ngân, nhân viên khoa khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Lê Ngọc Khánh, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ lên trao bằng khen cho các đại diện. Xin được mời lên sân khấu bà Đoàn Thị Khải, phụ trách trạm y tế xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. Xin được mời ông Nguyễn Lưu Sơn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam VOV. Xin được mời ông Phan Minh Hợp, bí thư Đảng ủy phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ. Tiếp theo xin được mời bà Phạm Thị Hóa, chuyên viên phòng y tế thị xã Phú Mỹ. Xin được mời ông Lê Văn Hùng, chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ. Xin mời bà Trần Thị Thiện, cán bộ y tế xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Xin được mời ông Bùi Anh Quang, bí thư Đảng ủy phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa. Xin được mời ông Nguyễn Thanh Huy, chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền. Xin được mời ông Nguyễn Quỳnh Lâm, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Long Điền. Xin được mời bác sĩ Ngô Quang Tú, khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Bà Rịa. Xin được mời ông Lê Minh Đức, thanh tra viên đội thanh tra giao thông số 5 Sở Giao thông Vận tải. Xin được mời ông Nguyễn Đặng Tiến, thanh tra viên đội thanh tra hành chính tổng hợp Sở Giao thông Vận tải tỉnh. Tiếp theo xin được mời ông Phạm Đoàn Đức Huy Cường, giám đốc chi nhánh Vũng Tàu, công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futabus Lines. Xin được mời bà Hoàng Thị Bích Ngọc, phóng viên báo Người Lao động. Xin được mời bà Nguyễn Thị Nhâm, phóng viên báo Dân Việt Nông thôn Ngày Nay. Xin được mời bà Hoàng Thị Mẫn, phóng viên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin được mời ông Trương Thanh Phong, trưởng phòng chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Xin được mời ông Hoàng Phi Long, trưởng phòng sản xuất chương trình Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Xin được mời ông Hoàng Hoài Nam, trưởng phòng thư ký xuất bản báo Bà Rịa Vũng Tàu. Và xin được mời ông Phan Quang Vinh, phóng viên phòng báo điện tử báo Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đây xin trân trọng kính mời đại diện các đoàn chi viện cho Bà Rịa Vũng Tàu tham dự chương trình hôm nay sẽ lên nhận quà tri ân của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và đầu tiên xin mời lên sân khấu tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Hồng Quang, phó viện trưởng Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Quy Nhơn, trưởng đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế. Xin được mời ông Bạch Minh Thu, phó trưởng khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Xin được mời ông Hoàng Hải, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Xin được mời thạc sĩ Phạm Tuấn Hiệp, phó phòng công tác sinh viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được mời đại tá Thái Văn Hùng, bí thư Đảng ủy, chính ủy sư đoàn bộ binh 302 quân khu 7. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thọ, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời ông Huỳnh Văn Danh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy trao tặng quà tri ân của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho các đoàn chi viện cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong công tác phòng chống dịch.
Thưa quý vị, tri ân và cổ vũ hơn nữa tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 của các lực lượng cùng hệ thống chính trị Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp nối chương trình là phát biểu của ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu long trọng tổ chức lễ tôn vinh các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19. Đây là sự kiện rất quan trọng và ý nghĩa, là dịp để chúng ta bày tỏ sự tôn vinh, tri ân đối với các y, bác sĩ, các lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương, bày tỏ lòng trân quý và tri ân những đóng góp, cống hiến, nỗ lực hết mình của các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Xin nồng nhiệt chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh, khen thưởng tại buổi lễ trân trọng hôm nay. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, tôi đề nghị các lực lượng tuyến đầu cần phát huy hơn nữa thành tích, kết quả đã đạt được, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của từng địa phương đơn vị, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động các phương án kịch bản ứng phó hiệu quả với dịch bệnh trong mọi tình huống theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Với tinh thần thi đua ái quốc cùng quyết tâm khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, chúng ta nhất định sẽ vượt qua những khó khăn, thực hiện thành công chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 đã đề ra. Với tình cảm chân thành và quý trọng, một lần nữa, tôi xin cảm ơn, tri ân các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, cộng đồng doanh nghiệp có sự đóng góp cho công tác phòng chống dịch của tỉnh trong thời gian qua. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kính thưa quý vị, tri ân mọi nỗ lực cho cuộc chiến chống dịch, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng kêu gọi cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực bảo vệ thành quả chống dịch để phát triển bền vững hơn nữa ở giai đoạn mới. Trời xanh, tôi tự hào tôi người Việt Nam, luôn sẵn sàng hiên ngang phía trước, đón bão giông mọi nơi về, lắng nghe nhịp tim gọi mời Việt Nam giang tay. Việt Nam mến yêu ơi, nơi tôi tự hào, đồng bào tôi khó khăn quê hương chào đón, biết là gian khó muôn trùng, chung sức chung lòng không làm vơi đi khí thế. Việt Nam đất nước tôi cho tôi tự hào, từ già trai gái trai bên nhau gian khó, giọt nước mắt rơi rơi nghẹn ngào niềm tin chiến thắng. Tôi yêu đất nước tôi tự hào tôi người Việt Nam, bạn bè như yêu chính mình, dù bạn nơi đâu quê tôi luôn luôn chào đón. Tôi tự hào tôi người Việt Nam, yêu hòa bình chung tay vượt qua, gian khó đại dịch lan về, quyết tâm Việt Nam đồng lòng đẩy xa Covid. Việt Nam mến yêu ơi, nơi tôi tự hào, và tôi khó khăn quê hương chào đón, biết là gian khó muôn trùng, chung sức chung lòng không làm vơi đi khi thế. Việt Nam đất nước tôi cho tôi tự hào, từ già trẻ gái trai bên nhau gian khó,
giọt nước mắt rơi rơi nghẹn ngào, niềm tin chiến thắng. Tôi yêu Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý vị, có thấm thía sự khốc liệt của dịch bệnh thì chúng ta mới thấy cuộc sống thật đáng quý biết bao. Dịch bệnh là điều không ai mong muốn, nhưng trải qua cam go của dịch bệnh chúng ta mới thấy được sự hy sinh và tình yêu thương. Xin chân thành cảm ơn những trái tim đầy quả cảm, những tấm lòng ấm áp bao dung đã cùng hòa quyện vào cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Trân trọng cảm ơn quý vị đã tham gia và theo dõi chương trình lễ tôn vinh các lực lượng phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Và hãy tiếp tục nha, tiếp tục với niềm tin yêu này, với tình người ấm áp này để tiếp tục khơi nguồn mạch đưa Bà Rịa Vũng Tàu vươn mình phát triển mạnh mẽ hơn nữa.